Chúng ta tiếp tục còn những một số câu hỏi thì tranh thủ khi mà giải thích các cái câu hỏi, trả lời các câu hỏi đó thì sư sẽ mở rộng, sẽ giảng thêm những cái vấn đề liên quan đến những câu hỏi nhé, mở rộng ra. Cho nên là chúng ta sử dụng các cái buổi hôm nay tiếp tục cho việc trả lời câu hỏi. Và còn những ai còn câu hỏi nào nữa thì cứ tiếp tục đưa lên. Còn cơ hội, còn thời gian thì trả lời, còn nếu không thì chúng ta đành phải để dịp khác. Câu mới đưa lên đầu tiên ạ. Kính bạch thầy, xin thầy chia sẻ về cách làm chủ cảm thọ để làm giảm bớt cảm thọ đau, bất như ý. Kính xin thầy hoan hỷ chia sẻ, con xin tri ân thầy. Làm chủ cảm thọ, giảm bớt đau. Đau gì mà muốn giảm bớt? Ai hỏi câu này giơ tay lên xem nào. Hả? Mạnh dạn lên, chả sợ rồi. Ok. Cảm thọ đau gì mà muốn làm chủ nó và muốn giảm bớt rồi làm chủ là như thế nào? Cái đau gì? Đau bệnh. À. Đau bệnh thì uống thuốc giảm đau. Gì nữa? Mình muốn gì? Muốn lắm thứ thế. Ai bảo ta làm chủ được? Ừ. Thế có từ xưa nay vẫn cứ nghĩ là đi thiền là làm chủ được à hay sao? Hả? Chỗ nào mà muốn cảm thọ mà giải quyết được thì đến chỗ đó học. Sư ở đây không dạy cái làm chủ theo cái cách là làm cho nó hết đau gì. Nếu quý vị muốn hết đau ấy, ngồi mà đang hết đau, muốn hết đau ấy, quý vị đứng lên, quý vị đi về. Hết đau luôn. Đúng vậy không? Chắc chắn luôn đó. Không có nói không nói đùa, không nói giỡn đâu. Đúng vậy không? Vấn đề chúng ta là những cái đau nó không theo ý muốn, nó xuất hiện như bệnh tật rồi đau đớn các thứ ấy. Nó có nhiều nguyên nhân lắm. Có bao nhiêu nguyên nhân tạo ra bệnh, tất cả quý vị có đã được nghe bao giờ chưa? Hả? Ít nhất là cái sắc pháp này tạo ra bởi những gì? Đoạn thực là một. Thời tiết là hai. Nghiệp là ba. Tâm là bốn. Bốn thứ đó nó tạo ra cái sắc pháp. Và cái sắc pháp này nó không hòa hợp. Nó không điều hòa với nhau ấy. À, do các nghiệp các đời trước nó có cho quả dị thục đó, các vị sẽ càng có cảm giác thọ đau, hả? Cảm giác khó chịu với cái nọ cái kia, mùi với sắc hư, thanh hương vị xúc pháp khó chịu dễ chịu là do cái nghiệp. Còn cái đau các thứ cảm thọ đấy cũng là một phần do nghiệp, một phần do tâm, một phần do đoạn thực, một phần do thời tiết. Ở đây không dạy phương pháp nào để làm chủ hết. Hình như ở Việt Nam có một cái trường phái làm chủ. Hả? Đúng vậy không? Làm chủ sinh già bệnh chết gì đó. Sư cũng nghe người ta đồn nhiều lắm. Và thực ra ngày xưa sư cũng nghe, cũng đọc rất nhiều về những thứ đó, nhưng mà cuối cùng thấy nó trái với cái lời của Đức Phật. Trái với lời của Đức Phật. Trong cái quyển này sư cũng có tập, có một cái bài nó liên quan trực tiếp đến cái điều đó. Lời của Đức Phật nói đó. À. Lời của Đức Phật nói, sư đọc lại cho các vị nói về cái này. Thứ nhất là cái gia chủ Nakunapita đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên gia chủ Nakunapita bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn ốm đau, bạch Thế Tôn, con không thường thấy Thế Tôn và các vị tỳ khưu đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới cho con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con. Nhờ vậy con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Đang nói đến cái chuyện tuổi thọ già, bệnh tật, đau ốm, cái đau đó nhé. Không như ý đó, đúng không? Cô muốn làm chủ cái bệnh đấy đúng không? À, cái đau đấy đúng không? Hả? Có phải vậy không? Ai cũng muốn như vậy cả, chẳng ai muốn đau, chẳng ai muốn khổ cả. Nhưng mà làm như thế nào thì chúng ta phải có trí tuệ. Thật sự, này gia chủ, thân của gia chủ, này gia chủ là bệnh hoạn, ốm đau, bị nhiễm ô che đậy. Bản thân cái thân nó là như vậy. Ai mang cái thân này, này gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ trong một giây phút, người ấy phải là người ngu. Đức Phật dùng từ rất là thẳng thắn, không có lẽ tránh gì cả. Hả? Ai ngu bảo là ngu. Cứ cho cái thân này mà không đau, không bệnh,
Chỉ trong một phút nghĩ như vậy thôi cũng là ngu rồi. Đây là lời Đức Phật đấy nhé, không phải lời của sư đâu nhé. Các vị tin hay không tin, theo hay không theo là tùy các quý vị. Do vậy này gia chủ cần phải học tập như sau: dầu cho thân này có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh. Như vậy này gia chủ cần phải học tập. Sau đó thì gia chủ có hỏi thêm là cho đến thế nào Bạch Thế Tôn là thân bị bệnh và tâm thế nào là thân bị bệnh và tâm cũng bị bệnh, và như thế nào là thân bị bệnh nhưng tâm không bị bệnh. Thế là đến nhờ cái tôn giả thì hỏi cái câu như vậy. Tức là sau khi đã được nghe Đức Thế Tôn hỏi như vậy nhưng mà vẫn chưa rõ, cho nên ngài mới đến ngài Sariputta đó, Xá Lợi Phất đã hỏi cái câu đó. Hỏi thế nào mà cho như thế nào mà thân bị bệnh mà tâm cũng bị bệnh, mà thế nào là thân bị bệnh nhưng tâm không bị bệnh. Thì ngài Sariputta có trả lời. Trả lời ngài như sau: thế nào này gia chủ là thân bệnh và tâm bệnh? Ở đây gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập các bậc chân nhân. Cho nên làm sao? Tức là các cái pháp tu tứ niệm xứ của chúng ta đấy là pháp tu tập của các bậc chân nhân ấy, được truyền đạt gần gũi ấy, của chính Đức Phật mà. Cho nên giờ sao? Quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã có ở trong sắc. Rồi đó, vị ấy ám ảnh, sắc này là ta, sắc này là của ta. Sắc này tức là cái thân này đó, là ta, là của ta, bị ám ảnh với cái đó. Do bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta, cho nên khi sắc biến hoại đổi khác, do biến hoại đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu não. Khi đau đớn rồi biến hoại, già yếu, ốm đau thì bắt đầu. Chỉ vì sao? Cho rằng sắc là ta, sắc là của ta. Cho nên tương tự như vậy, vị ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là thọ, có thọ, hay thọ có trong tự ngã, hay tự ngã có trong thọ, tương tự như vậy. Tưởng hành thức nhé. Đó là cái, đây là cái đầu tiên mà làm sao? Coi cái thân này là ta, là của ta, cho nên làm sao? Cho nên mới thấy khổ, khởi lên sầu, bi, khổ, ưu não, mà khi nó biến đổi, nó không được như ý, nó bất như ý, nó bất toại nguyện, nó không như ý mình nhé. Nó không dễ chịu, nó không thoải mái, nó đau, nó nhức, thì đủ các thứ. Đúng không? Thì đấy là cái câu trả lời cho gia chủ. Và ngược lại, nếu mà không quán thọ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, như là tự ngã, hay tự ngã là có, như là có sắc, hay sắc có trong tự ngã, hay tự ngã có trong sắc, và không bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta, do vị ấy không bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta, cho nên sắc biến đổi hoại, biến đổi khác, nên do không có biến đổi hoại khác mà khởi lên, vì cái đó biến đổi, biến hoại đó, đổi khác đó mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu não. Như vậy thì với cái thiền minh sát này của chúng ta đó, chúng ta phải phân biệt chỉ nó, tất cả đây chỉ là danh sắc và nó sinh diệt, và chúng ta không điều khiển được nó. Cái sự sinh diệt đó, chúng ta không có ai có thể điều khiển, ngăn cản được cái sự sinh diệt, thay đổi, biến đổi cả, và nó xảy ra theo như ý mình, ý muốn được. Và cho nên chúng ta biết rằng nó là vô thường, khổ, vô ngã, cả cái thân, cả cái tâm này đều vô thường, khổ, vô ngã, và đều là không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta, chính nhờ cái phương pháp thiền minh sát này. Cho nên dù có cảm thọ khổ đau nhức nhối hoặc cái gì nó khởi lên thì chúng ta làm sao? Nhờ có cái trí tuệ đó mà thấy rõ điều đó, cho nên làm sao? Thân có đau nhưng tâm không đau, thân có bệnh nhưng tâm không có bệnh. Thì đấy là cách mà nói theo cách hiểu ở đây là các vị này muốn là làm chủ cảm thọ ấy. Thì nếu hiểu làm chủ theo cái cách đấy thì còn tạm được nhé. Tức là sao? Nhưng mà cái này là phải có tu tập, chứ không phải cứ muốn cái được, cứ đọc nghe câu Đức Phật nói như vậy là xong rồi. Khi nó đau đến mình hô đây không phải ta, không phải đâu của ta. Từ từ chưa được, không thời gian để sư tiếp tục một thêm một cái bài nữa
trong này có ghi cho các cái vị, để các vị thỉnh thoảng các vị đem ra, các vị đọc, rồi các vị chiêm nghiệm, các vị ngẫm nghĩ, các vị thực hành. Nó chỉ liên quan đến vô ngã, các vị chứng thực được cái vô ngã thì các vị khỏi có vấn đề gì hết. Sắc, sắc là gì? Vật chất, thân thể chúng ta nhé, trong cái thân thể chúng ta sắc, tức là cái thân này, vật chất. Thọ là cái cảm thọ trên thân này, đúng không? Tưởng là cái suy tư, cái nhận biết đối tượng. Thức là cái nhận biết đối tượng và hiểu bản chất đối tượng nhưng chưa có sự tinh tấn. Cảm thọ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là cái ngũ uẩn nó tạo lên cái gọi là chúng sinh này này nhé. Cái chúng sanh được đổi gọi là cái tự ngã này này. Sắc này, rồi thì thọ này, tưởng, hành, thức này. Này các tỳ khưu là vô ngã. Này các tỳ khưu, nếu sắc là ngã, tức là cái thân này đó là ngã, là ta có thể làm chủ được đấy. Hoặc thọ là ngã, tức là ta có thể làm chủ được cảm thọ đó. Các vị ở đây đặt câu hỏi muốn làm chủ cảm thọ. Nếu nó là ngã, nếu sắc thọ tưởng hành, sắc thọ tưởng này các tỳ khưu là vô ngã. Này các tỳ khưu, nếu sắc thọ tưởng này là ngã, thời sắc thọ tưởng hành thức này không thể đi đến bệnh hoạn và không thể được các sắc như sau. Mong rằng sắc của tôi là như thế này, mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này. Nếu mà là của tôi thì ta ra lệnh được cho nó, điều khiển được nó, làm chủ được nó. Thọ tưởng hành thức cũng vậy. Nhưng vì làm sao? Nó không phải là ta, là của ta, cho nên chúng ta không có cái chuyện làm sao điều khiển, làm chủ nó bằng một cách nào đó. Chúng ta có thể gieo cái nhân tương tác của nó, có tác động điều khiển, có cái tính chất là tạo cái nhân, cái duyên á, để nó tác động lẫn nhau thôi. Nó có một ảnh hưởng một phần nào đấy thôi nhé. Ví dụ chúng ta uống thuốc giảm đau ấy, tức là làm sao? Nó cũng làm thay đổi cái nhân duyên. Thay đổi cái nhân duyên thì nó làm sao? Nó có cái cảm thọ đấy, nó có thể nó thay đổi, nó biến mất. Nhưng mà còn cái thân này, còn tái sinh thì nó lại lúc này lúc khác, dưới dạng này dưới dạng khác nó lại xuất hiện trở lại. Nên không thể nói làm chủ theo nghĩa làm cho ra lệnh nó hoàn toàn biến đi. Và chúng ta có thể làm sao? Uống thuốc thì thay đổi thế ngồi, rồi thì ăn uống thì làm sao? Làm thay đổi cái thực trạng đấy mà làm sao lẩn trốn được cái đau khổ đấy thôi, lẩn trốn. Tất cả các chúng sinh trong thế gian đều thực hành cái pháp này là pháp lẩn trốn. Còn pháp của Đức Phật dạy chúng ta là gì? Đối diện để nhìn nhận bản chất sự thật của nó, đối diện nó. Hai pháp nó ngược nhau. Còn tất cả các pháp của các chúng sinh là trốn, thế thôi, tìm mọi cách lẩn sang cái nọ, thay cái khổ nọ bằng cái khổ kia. Cho nên chúng ta hiểu cái câu đấy như vậy. Như vậy là ở đây câu trả lời là không có cách làm chủ một cách hoàn toàn nhé. Còn nếu mà các vị muốn học cái pháp kham nhẫn thì là có thể nâng cái khả năng chịu đựng lên, hoặc các vị uống thuốc, hoặc các vị gì đó, nhiều cách lắm. Nhưng mà tất cả những cách đấy chỉ là tạm thời nhé, trong chân pháp không có giải quyết được hoàn toàn cái khổ đau của con người nhé. Nhưng mà không phải là chúng ta cứ mặc kệ nó không phải cách giải quyết, mà chúng ta đối diện với nó. Mặc kệ nó không phải cách đổi, không phải đổi. Không có bệnh không thèm chữa, không phải. Thân này nó như cái phương tiện, như cái xe ấy. Nó hỏng người ta chữa. Bây giờ chữa được thì chữa, dùng được thì được, không được được thì làm sao? Vứt nó đi, mà không vứt cũng chả làm gì. Rồi đằng nào nó cũng phải vứt đi. Mình không muốn vứt thì nó cũng tự hoại, đúng không? Mình có làm chủ được đâu. Cho nên là chúng ta có chữa thì có chữa, có làm gì thì cứ làm. Chúng ta đi vào trung tâm đường trung đạo nhé, đừng có cố chấp vào cái gì, đừng có chấp là có cái thân này hoặc có chấp là không có cái thân này. Nhưng mà cái tự ngã thì chắc chắn là vô ngã nhé, còn cái cảm thọ thì chắc chắn nó sẽ có. Cho nên chúng ta đừng mong làm sao, mà muốn không có cảm thọ này, đau khổ đấy, thì phải gieo nhân thôi. Kiếp này chúng ta gặt hái cái cảm thọ này, muốn không có cảm thọ khổ ấy, các vị gieo nhân tái sinh lên chư thiên đi. Trên đấy không có khổ thọ đâu. Nhưng mà cũng chỉ tạm thời trong cái kiếp đấy thôi. Sau đó là các vị lại quay lại hết lại. Nếu mà không tu tập mà không đắc đạo thì các vị lại lộn xuống thôi. Các vị hiểu chưa? Cho nên các vị ngay lập tức bây giờ mà muốn hết cảm thọ đau khổ ấy, không có được đâu.
Vì các vị đang gặt hái các cái kết quả của nghiệp các kiếp trước rồi, các nghiệp quá khứ rồi. Bây giờ các vị tiếp tục gieo nhân đi. Nếu các vị không muốn cảm thọ, các vị lên thiền. Còn nếu mà rốt ráo nữa như hạnh phúc tối thượng như bài trước hôm trước giỏi là chấm dứt, không bao giờ có đau khổ nữa, thì có mỗi cách là đắc đạo, đắc quả là hán. Rõ con đường chưa? Rõ lộ trình chưa? Còn muốn tạm thời mà trốn khổ trốn đau, các vị cứ uống thuốc cho sư. Mà không phải thuốc nào cũng vậy đâu. Có thuốc này thì ra bệnh khác đấy, đúng rồi, có vị đây nói như vậy đúng rồi đó. Sư cũng vậy thôi. Chữa đau đầu rồi ra dạ dày, chữa dạ dày rồi lại ra khớp. Từ bây giờ bảo thôi chẳng chữa nữa. Nói thế thôi chứ sư vẫn cứ chữa. Nhưng mà được đến đâu thì được, không được thì cũng không sao hết. Người ta bảo đến khám thì cứ đi khám, bảo chữa uống thuốc cứ uống. Cũng lựa, chứ lúc nào vứt được đi là cũng vứt luôn. Chứ không phải lúc nào chăm chỉ uống thuốc lắm đâu, cũng chịu khó lắm đấy, nhưng mà lúc nào thấy nghĩ một thời đủ rồi thì cũng quẳng nó đi thôi, chứ còn nghĩ rằng là thằng nào nó cũng quẳng vật đi, nó không phải là mình, không phải của ta, mà của ta. Thì chúng ta hiểu như vậy nhé. Được chưa? Thỏa mãn chưa? Còn nếu các vị vẫn chưa tin mà vẫn cứ muốn làm chủ, các vị đến mấy cái chỗ người ta huấn luyện làm chủ đó, cũng có cái phương pháp rèn luyện để cho cái mức độ kham nhẫn nó tăng cao, khả năng chịu được cao, cái đấy cũng có nhé. Nhưng mà dù sao thì nó cũng chỉ là có tính chất tạm thời. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi không dạy những cái phương pháp đó nhé. Sư nghĩ là có những cái phương pháp như vậy đó, nó làm cho người ta tăng cái khả năng chịu đựng lên, phải rèn luyện, nhưng mà cũng phải gia công chịu đựng đó. Muốn chịu được lạnh âm 20 độ thì các vị phải ngồi chịu khó ngồi lạnh âm 30 độ. Rồi đến khi gặp âm 20 độ thấy coi như không. Đó. Cái cách tu tập nó là vậy đó. Nhưng mà chúng ta cũng không đi quá đi tìm cầu những cái đó để làm gì mới được chứ. Nếu chúng ta hiểu, chúng ta chấp nhận cái điều đó thì mọi việc nó sẽ thân bệnh mà tâm không bệnh nhé. Chúng ta nhưng mà để đến được cái đó thì đấy là cái mà bên đây mới là về mặt lý thuyết thôi, còn thực hành để mà thực chứng được cái đó thì là cả một giai đoạn nhé. Thì đấy là cái câu hỏi liên quan đến cái việc đó. Kính bạch sư, mong sư hoan hỷ giải đáp cho con được rõ. Một, khi con thiền tọa, con quan sát sự phồng lên căng cứng của bụng, sự xẹp xuống được một lúc thì con rơi vào sự điều khiển của hơi thở cùng lúc với sự niệm phòng xẹp, thì con rơi vào sự điều khiển của hơi thở cùng lúc với sự chưa rõ câu hỏi, đây là cái mô tả. Có lúc con thấy ánh sáng vàng, ánh sáng trắng, ngọn đèn dầu, khi đó con niệm thấy và trở lại quan sát sự phồng xẹp. Cái này thì đúng rồi, thấy cái gì thì thấy, cứ quan sát nó, biết là có hiện tượng nó xảy ra rồi thì quay lại cái chủ đề chính của chúng ta là được rồi. Sau cùng con xin tri ân lời dạy của sư, kính sư luôn nhiều sức khỏe an vui. Thế câu hỏi là câu hỏi gì? Ai có câu hỏi này, con muốn hỏi lại không? Sư chưa rõ câu hỏi này như nào. Ý con hỏi là sao? Hỏi muốn hỏi câu mắc ở chỗ nào? Thôi thế bây giờ để tự nhiên thôi. Nếu biết như vậy rồi thì có gì mà hỏi. Biết là không nên điều khiển, cứ để tự nhiên là tốt nhất thôi. Thì cứ chưa được tự nhiên thì lần 1, lần 2, lần 3 đến bao giờ nó trở thành tự nhiên thì tự nhiên thôi. Nhé. Đừng có cố điều khiển cái hơi thở làm gì cả nhé. Và trong khi quá trình hơi thở phòng ra vô đó, phòng xẹp đấy, có nhiều thứ trong đó lắm. Nhưng mà chúng ta chỉ để ý một thứ thôi nhé. Là cái chuyển động của nó, rồi cái căng cứng, cái nặng nhẹ của chỗ chuyển động đấy thôi. Chứ đừng có để ý nhiều thứ khác, rồi hơi thở vô rồi ra từ mũi cho đến họng, đến xuống ngực, đến bụng, rồi phồng ra, đi theo dõi những cái thứ đó chả cần thiết nhé. Chúng ta đang học cách tập trung vào càng ít đối tượng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
và chỉ chú ý đến cái sự sinh diệt của nó. Cuối cùng các cái đối tượng đấy dù là gì cũng chúng ta chỉ để ý mỗi cái sự sinh diệt của nó thôi, thì thế mới gọi là thiền minh sát nhé. Cũng như chúng ta mở mắt đây, chúng ta nhìn này, nhìn trước mắt chúng ta thấy rất nhiều thứ này, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta bảo hãy chú ý nhìn vào cái vị mặc áo trắng kia, thì mặc dù chúng ta nhìn thấy tất cả mọi người đấy, nhưng mà chúng ta vẫn nhìn rất rõ một cái người mặc áo trắng duy nhất, đó là đối tượng của chúng ta, trong khi chúng ta vẫn biết được các cái người khác. Nhưng mà cái người mặc áo trắng đấy nó làm cái gì, cử động ra sao, nét mặt như nào là chúng ta biết rất rõ. Còn nếu chúng ta không có cái tác ý, có một cái đối tượng chính để chúng ta quan tâm ấy, chúng ta nhìn tất cả như này biết hết, nhưng mà cuối cùng chả biết gì. Có phải vậy không? Chúng ta biết hết nhưng không biết gì. Còn bây giờ thì có đối tượng cụ thể rõ ràng thì ta, các cái thứ khác nó vẫn biết như vậy, nhưng riêng cái đối tượng đó thì chúng ta biết một cách rất chi tiết, rất cụ thể. Thì đấy là cái thiền minh sát nó khác ở những cái chỗ hay biết bình thường, cho nên nó có đối tượng rõ ràng. Đối tượng rõ ràng, và cái đối tượng này không phải đối tượng chế định, mà đối tượng là sự sinh diệt của các hiện tượng. Nên các vị chú ý cho sư cái điều đó nhé. Nên cái sự khác biệt của cái sự hay biết của cái thiền minh sát khác với cái hay biết của người bình thường. Thế đấy là xong cái câu hỏi tiếp theo. Dạ bạch thiền sư, con nghe nói tu thiền đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng thưa sư, làm sao mà mình biết được đến như vậy? Thứ nhất là học về mặt lý thuyết, để biết về mặt lý thuyết thì đạt đến đó thì phải thì có những cái dấu hiệu gì, đúng không? Các vị có muốn biết luôn ở đây không? Hay như nào? Hay đợi đến lúc khác? Hay đơn giản nói mỗi cái sơ thiền thì các vị cố gắng đạt đến cái sơ thiền an chỉ định nhé. Cũng là cái pháp của thượng nhân rồi đó. Pháp của thượng nhân ta chứ không phải đùa đâu nhé. Thì ít nhất là phải có đầy đủ gì? Năm chi thiền gồm có gì? Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Và khi các vị thấy có bám được vào trên đối tượng một cách liên tục, tức là hướng tâm đến một cách liên tục, kiên nhẫn, kiên trì đấy, tức là có sự tầm tứ, tức là tầm là hướng tới và tứ là trả sát trên đó. Và khi các vị thấy là mình bám chặt vào cái đối tượng ấy rồi, hả? Tất cả cái gì xảy ra xung quanh các vị không còn biết gì nữa đó. Hả? Các vị chỉ thấy mỗi cái hiện cái đối tượng của nó hiện lên trong tâm của mình thôi, hoặc là đối với tiền vi Samatha là một cái biến xứ nào đó, ví dụ thế chẳng hạn, hoặc tiền minh sát là cái đối tượng sinh diệt, cái sự sinh diệt của các cái thân tâm đó nhé. Như vậy làm sao khi các vị chăm chú liên tục bám trà sát đơn, thì lúc đấy các vị không có thấy bất kỳ cái gì khác đâu. Hả? Các vị đang đi mà cứ nhấc bước đạp ấy, có người đi bên cạnh cũng không biết đâu, có người hò hét bên cạnh các vị cũng không biết đâu. Tại tâm lúc đấy nó chăm chú vào, nó chỉ bắt mỗi cái đối tượng là cái sự sinh diệt trong chuyển động của bước chân thôi. Có người khác nói cái gì làm cái gì xung quanh là mình chả có hay biết gì, tiếng động nghe là không hay biết. Đấy là cái dấu hiệu cho biết là làm sao chúng ta bắt đầu có thể là đang vào cận định và chuẩn bị bước sang an chỉ định. Rồi làm sao khi đó để có nhất tâm nó chỉ bắt vào cái đối tượng nó và làm sao hỷ lạc nó xuất hiện. Cái hỷ thì cũng có 5 loại, một loại thì nhẹ như là sởn gai ốc, rồi thì là nhân lâm như chiều dâng, rồi thì thấm đẫm toàn thân, rồi thì bay bổng nhẹ nhàng. Nó 5 cái mức độ khác nhau như vậy. Đấy là về mặt lý thuyết nhé. Thế còn thực hành, làm sao để biết? Đấy là biết về mặt lý thuyết, đem ra mà cãi nhau. Thế còn thực hành thì các vị cứ thực hành, bao giờ cứ bám được chặt thì tự khắc lúc đấy các vị sẽ thấy thôi. Người dởn gai ốc nên biết ngay đấy là gì. Thì cứ mãi tập trung mà đi nhấc bước đạp hay phòng xẹp người khác xung quanh làm gì, một mùi màu gì cả, âm thanh chả hay biết gì, suốt nãy là ầm ầm thế mà không biết gì à, không à, thì đấy là các vị đang biết là có định đó. Hả? Tức là vừa về mặt lý thuyết thì các vị biết về mặt thực hành đấy, được chưa? Tạm thời như vậy thôi nhá, gì nữa? Mình nên chú tâm về cái gì mà mình dẹp đi năm truyền thì nó đỡ nhầm lẫn hơn là mình cứ tưởng là hỷ tí xíu rồi đó. Đúng rồi, mọi người đừng có đi tìm cái cố đi đạt được cái nọ cái kia nhé. Cứ cái việc của sư giảng cho mọi người đó là cứ mọi người cứ làm đi làm lại niệm thầm hướng tâm ở đấy, rồi cái gì nó xảy ra nó sẽ đến, kết quả tự nhiên nó đến nhé. Đừng có ngồi so đo mong gì hơi một tí mới thấy dởn gai ốc nên thì đã tưởng là mình đắc định đấy, phiền lắm. Mà rồi đắc định rồi thì lại mất,
rồi lại loay hoay cứ muốn tìm cái buổi đó hôm qua con ngồi đắc định ngon lắm, bây giờ nó đâu mất rồi, vô thường nó đi mất rồi. Hả? Đừng có bám vào những thứ đó, các vị bám vào các vị, những cái thứ đó các vị khổ, bao giờ nó đến kệ nó, ghi nhận nó, biết vậy. Đấy không phải mục đích của chúng ta, đấy chỉ là cái dấu hiệu biết là chúng ta đã tập trung tốt. Hả? Cái dấu hiệu cho chúng ta. Và chúng ta muốn tập trung tốt thì chúng ta cứ phải lặp đi lặp lại cái hoạt động hành động thực hành quan sát thôi, chứ làm sao chúng ta cứ mong đợi nó hôm qua thì tốt, ngày kia tuần trước tốt, tháng trước tốt, rồi bây giờ nó không đâu, nó biến mất rồi. Tại vì sao? Nó chưa hội đủ các nhân duyên thì nó chưa có. Các vị cứ thế mà làm đó, rồi các vị lại loay hoay không biết là mình có sai hay không. Sai là cái chắc. Vì sao? Vì cứ mong đợi nó thì sai chứ sao nữa. Hả? Đừng có mong đợi gì hết, cứ tập trung vào cái đối tượng của mình, cứ quan sát thôi. À, cứ thế thôi. Thì khi mà tập trung ấy thì đương nhiên là năm triển cái nó sẽ không khởi lên. Năm triển cái đấy không khởi lên thì đồng thời với năm chi thiền nó khởi lên. À, có cái nọ thì không có cái kia, có năm chi thiền thì không có năm triển cái, và có năm triển cái thì không có năm chi thiền. Hai cái là không đợi trời chung với nhau. À, ngồi mà vẫn còn thấy nhớ đến ông này bà kia, thích món này thích món kia, thích việc này việc kia, tham nó đấy ở đó, ghét người này ghét người kia, viết việc này cái sân nó ở đó đó, rồi thì ngủ gà ngủ gật hốt trầm thị viên, rồi thì hoài nghi không biết là mình tu này đúng chưa, sao mãi nó chả vào định đó. Thì các vị đừng có lanh hoay về cái đó, các vị cứ làm mỗi cái việc đơn giản cho sư, mà sư đã nói đi nói lại là tất cả các vị chỉ thích làm những cái việc phức tạp, chỉ thích đắc thiền thôi, chứ không thích làm cái việc đơn giản, mà phải làm cái việc đơn giản mới đắc được thiền. Hả? Làm đơn giản là gì? Là cái niệm thầm và quan sát, nó giữ tâm trên nó, rồi mà nó phóng đi thì quay lại, thế thôi. Lúc đầu thì nó phóng thoải mái à, nó không có theo điều khiển của mình đâu. Sau này rèn luyện theo thói quen thì nó bắt đầu nó mới yên dần chứ, nhá. Được chưa? Ai hỏi câu này có hỏi thêm gì nữa không? Được chưa? Chưa đi tu mà đã muốn đắc thiền. Đắc được thiền là tốt lắm đó, sư không có ấy đâu nhá. Ai mà đắc được thiền là sư là một trong những pháp của thượng nhân đó nhé. Các sư mà đạt được các cái mức độ thiền ấy và đem khoe, không đạt được mà đem khoe, chưa đạt được mà khoe là bất cộng trụ đấy, chứ không phải đùa. Còn đạt được thực sự rồi mà đem khoe với người mà chưa đắc, chưa tu lên pháp tu trên ấy, là phạm luật giới luật. Còn đối với những người đã tu pháp trên rồi có thể nói được đấy, nhưng mà thường người ta cũng chả nói, tại vì người ta tin thì không sao, người ta không tin thì người ta lại gây bất thiện nghiệp, tác ác nghiệp, cho nên thường người ta cũng chả nói. Các vị tin hay không tin chả quan trọng, việc của tôi đạt được, thế chuyện của tôi hay gì hay, còn tôi nói thì tôi cứ nói đúng theo cái lời Phật như vậy. Các vị Đức Phật nói còn hay hơn tôi cứ nói lại đúng lời Phật, các Phật nghe thì nghe, không nghe thôi. Việc gì tôi phải nói khoe là tôi có hay không có, phải vậy không? Thì lời Đức Phật đấy thôi, Đức Phật bảo đấy, sơ thiền là vậy đó, không có mặt của năm triền cái, có mặt của năm chi thiền. À, còn tâm là gì, tứ là gì, hỷ là gì, lạc là gì, cứ giải thích hết. Các vị cần thì đưa kinh điển ra chỉ cho đây này, chỗ này nhé. Cho nên các vị đừng có lo cái chuyện đó. À, cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Khi nào nó đạt, các vị hãy bám vào đấy, khi nào nó đạt được, mà ngay cả khi đã đạt được, đối với cái thiền minh sát của chúng ta ấy, cũng không được phép dính mắc vào đó. Dính mắc vào đó các vị bị chôn, bị trói ngay lại tức tại đó là nghiệp, tức không tiến bộ được. Cho nên các vị lưu ý cho vị đó nhé. Sư cầu mong cho các vị nhanh chóng đắc được thiền nếu các vị nào ấy. À, cái đó là cái sự mong ước thật sự của sư, mong cầu thật sự trong tâm của sư đối với các vị, vì đây là cái pháp đòi hỏi cái nỗ lực tinh tấn rất lớn, chứ không phải đơn giản mà đạt được. À, nhưng mà khi đạt được thì chúng ta cũng không dính mắc vào đó nhé. Và dùng cái đó để chúng ta tiến bước tiếp theo nhé. Thì đó là cái câu liên quan đến cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thưa sư, cho con hỏi, khi ăn niệm từng bước, nuốt thức ăn, đưa vô miệng, nhai nuốt vân vân, có được làm một lúc hai bước không? Là thế nào? Làm một lúc hai bước là làm như thế nào? Chẳng hạn vừa nhai vừa múc thức ăn, có được không? Theo các vị có được không? À, được chứ, sao không được. Nhưng mà làm nhanh quá thì chúng ta hay bị
hay bị nó thành thói quen hấp tấp vội vàng, nó hay xuất đi. Cho nên chúng ta trong cái điều kiện có thể được, nhất là trong các khóa thiền ấy, là các vị nên làm chậm rãi từng bước trong điều kiện có thể nhé. Chứ còn sư, còn những cái lúc mà đang xếp hàng lấy thức ăn, tất cả mọi người đang theo một cái tiến trình đều đều, mình cứ đứng từng bước dò dẫm từng cái một, thì nó cản trở đến cái người khác, thì cái đó nó không nên. Khi nào mà không làm ảnh hưởng đến ai đó thì mình cứ cố tình làm chậm để theo dõi cho nó quen đi, tập thôi, chỉ là tập thôi chứ không phải là mình sẽ phải làm như thế suốt đời. Khi nào nó thành thạo rồi cũng như lái ô xe ấy, nhé. Khi lái xe thì các vị lúc đầu lái xe thì phải đi chậm thôi chứ, hả? Thì mới tay chân ga mới phối hợp được, mắt nhìn nó mới phối hợp được chứ. Các vị mà phóng vèo vèo ngay thì làm sao mà chỉ có gây tai nạn. Thì trong cái thiền minh sát này cũng vậy. Thì có nhiều thứ nó xảy ra cùng một lúc, và cái này cũng chính là cái hiểu biết mà nhờ có minh sát mà chúng ta sẽ phải khắc sâu vào, là trong một cái việc nhất định, nó không phải là một việc mà nó có ti tỉ các việc khác nhau, nó kết hợp lại nó mới thành cái việc đó. Ví dụ như bà đang bảo tôi ăn thì nó còn từng đấy cái việc đấy, tức là vừa nhai vừa lấy thức ăn, mắt vừa nhìn, tâm đầu thì nghĩ là chọn miếng nào, biết miếng tới thì gắp miếng nào, hả? Nó đủ các thứ, nó trong cái nó nhanh, nó vụt hết cái nọ sang cái kia. Bây giờ chúng ta chưa quen thì chúng ta cố gắng để ý từng thứ một trong thứ đó thôi, cái khác tạm thời lờ nó đi đã nhé. Trong cái lúc đang đưa tay thì mắt vẫn nhìn rồi, đầu vẫn nghĩ rồi, nhưng mà chúng ta hãy để ý một thứ thôi cũng được, hả? Đưa tay để ý thức cái đó cho nó quen đi đã. Chứ còn tất cả những cái khác nó đang đồng thời nó xảy ra nhanh lắm. Đưa tay ra là mắt đã nhìn rồi, tâm đã chọn miếng này rồi, thế nọ thế kia rồi, tai thì lắng nghe người này người nọ nói, thế nọ, nhiều thứ nó xảy ra cùng lúc và chúng ta không kịp ghi nhận. Vì sao? Thì chúng ta chưa có thói quen ghi nhận, tâm của chúng ta chưa sắc bén. Còn cái người có minh sát rồi thì người ta đồng thời người ta ghi nhận tất tần tật những thứ đó ngay lập tức và rõ ràng. Nhưng mà lúc đầu chúng ta cần phải tập trung vào từng thứ một, những thứ khác tạm thời lờ đi. Đây là cái phương pháp ban đầu thôi nhé, các vị lưu ý cho sư như vậy nhé. Lờ những một số các cái hiện tượng, động tác, các thứ đi, chú ý tập trung vào một thứ thôi để hiểu cái bản chất thật sự của cái hiện tượng đó. Một cái hiện tượng đấy mà hiểu, tất cả các hiện tượng khác đều cùng một bản chất, tất tần tật, không có cái gì ra ngoài cái bản chất đó. Bản chất đấy là gì? Sanh diệt, vô thường, khổ vô ngã, có vậy thôi. Các vị hiểu một thứ, các vị hiểu tất cả cái thế gian này. Các vị thực chứng một thứ, các vị thực chứng cả cái thế gian này. Thoát khổ hay không cũng vì là do cái thực chứng đó. Cho nên các vị đừng có đi tìm cái gì ở đâu, đừng có tham các đối tượng này, đối tượng nọ, tất cả cái thứ nhé. Đã thể quan sát cái gì, quan sát thật kỹ cho sự. Mà phải lặp đi lặp lại nhiều lần thì trí tuệ nó phát sinh, chứ không phải cứ nghe một lần, hai lần, ba lần cái âm thanh nó xảy ra. Ngày nào chúng ta cũng nghe. Bây giờ các vị cứ nghe, các vị là bắt đầu nghe, các vị lắng nghe. Rồi một lúc nào đấy tự nhiên một cái trí tuệ nó hiểu, ô, từ xưa đến nay mình chưa bao giờ để ý là như thế này. Ví dụ con chim, cứ sáng nào nó đến nó hót đúng cái bài đấy. Ví dụ, từ xưa đến nay mình cũng nghe đấy chứ, nhưng mình bao giờ có biết được cái đấy đâu. Nhưng mà cái hiểu biết đấy nó sẽ đến, ví dụ thế. Nhưng mà đấy không phải giải, nhưng cái trí tuệ giúp cho hiểu biết, giúp cho giải thoát. Nhưng mà ý nói rằng là khi mà quan sát nhiều lần ấy, thì cái trí tuệ bắt đầu nó nảy sinh. Và đấy chỉ là một cái dạng trí tuệ thế gian. Còn trí tuệ siêu thế gian, cái vô thường khổ vô ngã nó xuất hiện thật sự ấy, thì lúc đó tự khắc nó sẽ xuất hiện, tự khắc các vị cảm nhận, các vị sẽ rúng mình. Người lạnh toát hoặc là nổ tung, hoặc cái gì cứ nhiều thứ nó xảy ra đó. Khi trí tuệ nó xuất hiện thật sự đó, chứ còn không phải tưởng chi thức chi. Các vị cứ quan sát kỹ một hồi, các vị phát hiện ra nhiều thứ từ xưa nay chưa bao giờ chúng ta để ý. Ngay cái mỗi cái việc bình thường đi thôi, ngày xưa các vị đi, các vị có biết là các vị đi là có bước chân phải chân trái đâu. Bây giờ các vị biết là mình phải bước chân phải xong chân trái, xong chân trái sang chân phải. Tất nhiên là cái hiểu biết nó chưa dẫn đến giải thoát, nhưng ít nhiều nó phá vỡ cái ảo tưởng chúng ta về đi và chúng ta đi mà chẳng biết là đi. Đúng không? Nhưng mà dần dần cứ quan sát mãi, cứ nhất bước đạp nhất. Rồi đến lúc nào các vị tự nhiên chợt tỉnh, ô, sao lại có sự đi ở đây? Ai đang đi ở đây? Cái gì đang đi ở đây? Cái gì nó đang xảy ra ở đây? Cái đấy thì bây giờ sư cứ dạy, thì tức là mang cái đáp án của sư ra cho các vị. Để các vị cứ ép vào thì các vị lại suy tưởng. Các vị lại tưởng tượng đây là không phải ta đang đi rồi thì...
Đây là nó đang đi. Thôi được, cũng được, không sao, quý vị hãy tác ý như vậy đã nhé. Là sắc đang chuyển động chứ không phải ta. Cứ tác ý như vậy đã nhé. Rồi xem có phải đúng là cái sắc nó đang đi không. Còn bây giờ mặc dù tác ý là sắc đang đi nhưng vẫn thấy là ta đi. Vẫn tác ý là nào chỉ có nhãn thức nó thấy thôi mà cuối cùng vẫn là ta thấy. Có phải vậy không? Nhưng chúng ta phải như ý tác ý đã và quan sát thật lâu, thật dài, thật kiên nhẫn, tự khắc trí tuệ. Chứ còn tất cả kết quả thì nói rõ rồi rồi đấy. Đức Phật nói đơn giản, nó không có ta có tôi gì cả đâu. Và các vị khi hỏi đến thì các vị cũng trả lời như vậy. Nhưng mà khi nhìn thì các vị vẫn cứ thấy tôi nhìn à. Như các vị đang nghe thì vẫn thấy tôi đang nghe ấy, chứ các vị. Nhưng mà các vị phải thường xuyên như ý tác ý nhé. Không có như lý tác ý không tu tập được đâu. Tức là phải thuộc lý thuyết trước. Rồi thì là thực chứng. Nhưng mà thực chứng theo nghĩa là không phải đi cố đi tìm. Cố áp cái đáp án đấy vào. Nhé. Suy tưởng nó vào. Cái khẳng định nó vào. Sinh ra tưởng tượng. Nhé. Và cứ phải để tự nhiên cho nó phát sinh phát khởi. Khi nào chưa thấy rõ thì cứ phải thẳng thắn, trung thành, trung thực mà nói rằng là tôi chưa thấy. Tôi vẫn thấy đau, tôi vẫn thấy khổ, tôi vẫn tôi hết. Vẫn phải thừa nhận như thế đi. Đấy là sự thật. Nó đang là như vậy, nó đang là ở trong cái vô minh, nó đang như vậy. Chúng ta hãy trung thành, trung thực với nó nhé. Trung thực với cái thấy biết của mình. Rồi thì chúng ta mới có thể cải thiện được tình hình. Nếu mà không trung thực ấy, thì tu tập rất khó. Có cái ảo tưởng này. Rồi thì tự mình lừa dối mình, tự mình ấy thì tu tập rất khó. Thì đấy là liên quan đến câu vừa rồi, là câu vừa liên quan đến cái ăn thì niệm từng bước nhé. Tức là có nhiều thứ nó xảy ra trong khi ăn mà không phải trong khi ăn đâu. Trong khi rửa mặt, trong khi tắm, khi rửa, khi giao tiếp với mọi người, nghe cái nhìn cái suy nghĩ, rồi cái động chạm nó xuất hiện nhiều thứ, nhưng chúng ta cố ý tập trung vào một trong những thứ đó và để ý, và đừng có vội chạy theo các đối tượng khác nhé. Một trong những cái khẩu quyết là sư là hãy tập trung vào một thứ thôi, và biết cái nọ thì sẽ hiểu được bản chất của cái kia, biết được cái bản chất của cái hiện tượng này sẽ biết được cái bản chất của hiện tượng, rõ chưa? Tức là không làm sao, không vội đuổi theo tất cả cái hiện tượng nhé. Ví dụ như là nghe có âm thanh. Ví dụ như lời âm thanh của sư đang nói này, thì các vị niệm là nghe. Thì trong cái đó thì cứ để ý cái lời nghe của sư là chính. Trong khi đó cái lời tiếng âm thanh âm nhạc bên ngoài, nó gió rồi lá nó thổi, chó nó sủa vân vân, cũng là âm thanh, nhưng chúng ta cứ tạm lờ đi đã, chứ đừng có chạy theo những cái đó làm gì cả nhé. Vì chúng ta hiểu được cái bản chất cái âm thanh của lời của sư nói đó, thì chúng ta cũng sẽ, khi nào mà đã ngộ ra được, đã hiểu được đó, thì chúng ta cũng sẽ hiểu cái bản chất của tiếng chó kêu, của tiếng gió thổi, của tiếng âm thanh, âm nhạc ở bên ngoài. Chúng ta không cần phải, cứ phải niệm vội, niệm vàng, thấy cái gì cũng phải niệm, niệm mà cứ chạy theo mà không quan sát, không có tác dụng gì cả. Các vị hiểu không? Trong giai đoạn đầu các vị cố gắng lờ đi một số các đối tượng và tập trung chủ yếu cái gì đó, thì lắng tâm mà nghe, lắng tâm mà nhìn, lắng tâm mà cảm thọ cái đó đã nhé. Còn những cái khác tạm thời, cứ thành thói quen như vậy đi đã nhé. À, đấy là cái lời khuyên dành cho các quý vị. Kính bạch sư, khi thiền hành phát hiện tâm ngã mạn, xin sư dạy con cách diệt trừ tâm bất thiện này. Mỗi trong khi đi thiền hành thì phát triển tâm ngã mạn thế, lúc khác không còn là không có à? Hả? Ngon rồi. Chỉ có mỗi thiền hành thôi. Cái ngã mạn thì các vị yên tâm đi. Hả? Các vị có biết đến khi nào nó diệt được hết ngã mạn không? Bậc A-la-hán. Sơ quả mới có là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thôi. Làm yếu được sân tham sân thôi. Quả nhất lai thì là làm suy yếu. Quả bất lai thì làm tiêu diệt được cả tham và sân. Tức là như vậy là tham sân hôn trầm. Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ là 5 cái kiết sử. Còn 5 cái kiết sử còn lại phải đến tận bậc A-la-hán. Còn lại là gồm là gì? Hữu ái, phi hữu ái, trào cử, ngã mạn, vô minh. Cho nên mới nói rằng là bậc A-la-hán, bậc vô học. Còn tất cả các bậc thánh từ nhất là như từ bất lai trở xuống vẫn là hữu học, vẫn là kẻ ngu. Vẫn là kẻ ngu. Thánh không? Là thánh đó.
nhưng mà vẫn là chưa hết vô minh, cho nên vẫn gọi là kẻ ngu. Hữu học bậc thánh, hữu học thánh nhưng vẫn phải học, cho nên vẫn gọi là ngu. Chỉ có hết vô minh, hết ngu là bậc A-la-hán thôi. Cho nên chúng ta cứ yên tâm mà tu đi. Còn nhiều lắm, đừng có vội mong hết ngã mạn nhé. Cứ ngã mạn đến thì ghi nhận cái đã, nhé. Rồi thì ta tính sau. Rồi thì tự khắc nó cũng dẹp bớt dần, nhé. Nhưng mà yên tâm là còn dài đó, nhé. Đừng có hy vọng nó hão huyền, chỉ muốn diệt ngay được cái ngã mạn nhé. Phát hiện được nó ra là tốt rồi, hạn chế bớt được nó là tốt rồi. Nó lại xuất hiện, lại hạn chế, lại quán chiếu rằng là không có tao, mà muốn quán chiếu cái ngã mạn á, trong cái quyển này đó cũng có đấy nhé. Các vị cứ yên tâm, trong này có đầy đủ các cái pháp về tu tuệ. Những cái bài căn bản nhất là sự tập hợp lại ở đây, vì nó ngắn thôi, nó không dài, nhưng mà nó tập hợp đầy đủ các cái thứ cần thiết cho các vị có trong này, là những cái việc, những cái điều sư vừa nói là đều có mặt trong này hết. Nó chỉ cần từng đấy thôi. Các vị nếu mà chắc được từng đây là các vị cũng có thể yên tâm. Biển học thì mênh mông lắm, nhưng mà cốt tủy của nó thì nó cũng chỉ tóm lại trong mấy cái tứ thánh đế, bát thanh đạo, vô thường của vô ngã, mấy cái thứ đó, duyên khởi, mấy cái thứ đó các vị. Và có cái nọ thì nó liên quan đến kia, nó cách nói khác nhau thôi nhé. Như vậy là cái ngã mạn đó thì các vị cứ yên tâm là cứ thường xuyên mà xử lý thôi. Tham cũng vậy, sân vậy, ngay cả cái tham ấy phải đến bậc gì? Bậc bất lai. Bất lai mới được. Còn cái vị thánh nhập lưu vẫn còn đó, tham sân đó. Cho nên thấy cái vị nào mà hắn còn sân mà cái vị bảo các vị mà phỉ báng, chẳng may mà phỉ báng cái vị đó, ví dụ thế. Đó, các vị cứ ghi phỉ báng bậc thánh mà trước ngại cho các vị trong tu tập đấy nhá. Cho nên các vị hạn chế chê bai trách móc đấy, tốt nhất là giữ cái miệng đó im. tránh khẩu nghiệp, tránh thân nghiệp nhé, tránh ý nghiệp nhé. Đừng có phán xét gì người khác đấy, không biết lần nào mà lần đâu nhé. Chúng ta cứ xoay ở bên trong, trong mình là chính, chứ đừng có quan tâm đến cái việc người khác. Được chưa? Ngã mạn, muốn tránh ngã mạn thì phải quan sát là tất cả các pháp đều là vô thường, cho biến đổi, không có cái gì ở đây cả, trống rỗng, không có ai cả nhé. Thì nó bớt dần thôi, hiểu dần. Đầu tiên là cái văn tuệ, tư tuệ, sau đó cái nhé, chúng ta không có hy vọng giải quyết được ngay đâu nhé. Nặng lắm cái món ngã mạn, nặng lắm. Cái món ngã mạn nặng vô cùng. Rồi, mà các vị có biết ngã mạn là cái gì không? Hả? Thế các vị nào hỏi câu này? Đưa tay lên cái. Thế các vị, theo vị là phát hiện ngã mạn tức là sao? Đúng rồi, như vậy là đúng rồi. Mình hơn người ta, mình kém người ta, mình bằng người ta, tức là có cái tôi trong đó. Viết như vậy là đúng rồi đó. Mà không phải chỉ trong kinh hành đâu nhé, trong giữ giới này cũng có. Mình hơn người ta, người ta kém mình kém người ta, người này hơn người nọ đó. Rồi trong làm sao thiền định cũng có, thiền tuệ cũng có. Trong giới định tuệ, trong tu hành lúc nào nó cũng xuất hiện đấy nhé. Không phải lúc nào nó cũng có so sánh hết á. Chừng nào nó còn cái tôi đó. Nhưng mà mình cứ phát hiện được ra là tốt lắm rồi nhé. Là cái bước đầu tiên là đưa đi trên con đường là diệt trừ nó rồi nhé. Mà không nhận ra nó mới khổ cơ, thì mới không diệt trừ được. Còn đã nhận được ra nó là một cái bước tiến bộ rồi đó nhé. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy nhé. Chứ còn hy vọng ngay lập tức diệt trừ được hết thì không có nhé. Phải hết sức kiên nhẫn, kiên trì, có quán chiếu. Kính bạch sư, sau khi hóa thiền về nhà, con có thể dạy các con... Rồi. Điều thứ hai, sư có thấy được điểm yếu của thiền sinh để giúp họ vượt qua điểm yếu đó được không? Trong hành thiền, tất nhiên sư phải thấy được điểm yếu của họ, sư mới giúp được họ. Và đối với sư thì đơn giản lắm. Tham sân si đầy, ai cũng có. Cứ nhìn vào cái gốc đấy là ra hết. Các vị cũng học nhìn theo cách đó. Nó có tham, có sân, có si, gốc của nó ở đấy tất cả đó. Nó không ra ngoài mấy thứ đấy đâu nhé. Điểm yếu nó bắt nguồn từ cái đấy hết cả đó nhé. Các vị tập quán chiếu thì chẳng cần phải đợi đến sư bảo đâu. Tự các vị quán chiếu thấy được cái yếu điểm của mình.
Chỉ có điều các vị có muốn hay không, muốn quan sát và có thành thực hay không thôi. Thế thôi, chứ không cần phải đến thiền sư đâu. Thì đấy là cái cách mà, thì đương nhiên là sư phải thấy được các cái điều mà các vị còn yếu, còn kém và biết rằng là cần phải sửa, nhưng mà cái việc sửa đấy không có dễ thế nào nữa. Không có dễ thế nào. Vì cái nó là kinh nghiệm, nó là cái bám chặt và cái hiểu biết nó là như vậy. Nên thay đổi cái hiểu biết không có dễ một tí nào. Cho nên sư có nỗ lực cố gắng kiên nhẫn kiên trì mãi bao nhiêu cũng chỉ là sự cố gắng nỗ lực kiên trì, coi như là những cái nhân duyên để cái nhân của cái nghiệp của chính bản thân người ta đấy, nghiệp thiện ấy, nó trỗi dậy, nó trừ khử đấy tự nó. Chứ còn bản thân sư cũng như các người khác, các bậc thầy khác chỉ là những cái duyên thuận lợi để cho các gì cái nghiệp quả của các vị đó, nó cái nghiệp thiện đó, tốt đẹp đó, nó khởi lên nhé. Chứ không làm thay được cho các vị đó, không có làm thay được cho các vị đó nhé. Có thể chỉ ra nhưng người ta đâu có nghe, người ta đâu có hiểu, hoặc người ta hiểu theo cách hiểu của họ, mà nguy nhất là hiểu theo kiểu cái hiểu của họ. Sư gặp rất nhiều thiền sinh kiểu đấy, cứ nghe lời một mực là con nghe lời thiền sư, một mực là con nghe lời sư phụ, nhưng mà làm cứ làm theo ý mình, theo cái hiểu đó cũng làm theo đó, nhưng mà toàn làm theo ý mình, theo cái hiểu của mình ấy. Cho nên không bao giờ, khó lắm, hết năm này năm khác là cứ phải kiên nhẫn đó. Chứ chả có cách nào cả. Mà cũng đừng có mong người khác dựa quá nhiều vào người khác, tự mình phải khi đã được, khi một bất kỳ một cái vị thầy nào đó mà mình đặt lòng tin ấy, và quan trọng nhất là phải có lòng tin, chứ không có lòng tin thì thầy giỏi mấy rồi cũng vô dụng. Như Đức Phật đó, Chánh Đẳng Giác đó, trí tuệ siêu việt như vậy đó, còn khối người chả tin, mà không phải là người ngoài đâu nhé. Tôi nói là trong đạo ấy chứ, vẫn còn chữa lại lời Phật đó, nói theo cách của hiểu của mình, giảng theo kiểu của mình, không có bám vào lời của Phật. Cái đó là sao? Cho mình hơn Phật đó, cho mình hơn Phật, không phải ngã mạn đâu, mà là kiếm hiểu biết, trí tuệ nó chỉ có đến mức đây thôi, cứ cho đấy là đúng, đúng hơn cả Phật. Đây nguy hiểm, nhưng mà tự bản thân người đó thì không nhận ra được, mà người khác mà nói vào thì cũng không nghe, tại vì người ta tin chắc 100% là người ta đúng rồi, thấy đâu ra mà sửa nữa. Khó lắm, tà kiến sửa khó vô cùng. Có nhân duyên thì cứ nói thôi, chứ còn hy vọng người ta sửa đổi, cho nên cô sư cũng không có hy vọng sửa đổi tà kiến của quý vị đâu. Sư cứ cung cấp thông tin như thế, chỉ được như thế, tự các vị đi thôi. Chứ còn sư mà cứ suốt ngày mong cầu các vị phải theo được ý sư thì sư cũng đi sai đường lốt. Cái nghiệp của các vị nó sẽ quyết định nhé. Sư là một nhân duyên, là người chỉ đường, nhắc không phải người chỉ đường mà bấm đạo sư là người chỉ đường, mà sư nhắc lại cái con đường mà được đấng đạo sư đã chỉ ra, thế thôi, đơn giản là chỉ như vậy nhé. Người tu có nghe chính trị được không, nhất là đang trong cuộc chiến tranh Mỹ Trung ở Biển Đông? Có rồi, nhưng câu trả lời như là chưa được chuẩn, chưa rõ, chưa kết thúc. Người có tu có nghe, câu này ai hỏi câu này giơ tay lên cái. Tại sao cô quan tâm đến người tu, cô phải có phải người tu không? Người tu là ai? Tu con hay là người khác? Con ấy hả? Thế sao con không hỏi là con có nên nghe hay không? Hai câu khác nhau đó, hoặc là hỏi cho mình, hoặc là hỏi về người khác. Hỏi về người khác có nghĩa là làm sao? Xía vào chuyện của người ta, có hiểu không? Đa phần mọi người cũng lo chuyện của mình, toàn lo chuyện người ta, làm đúng, làm sai, làm tốt, làm xấu gì đó, toàn chuyện của thiên hạ. Có phải không? Cái người tu ấy, theo một cách tổng quát ấy, nếu mà các vật như là các vật xuất gia đó thì có hai cái bổn phận thôi. Xuất gia đó nhé, thế nói cái xuất gia trước, còn người tại gia thì còn nhiều bổn phận khác. Xuất gia có hai cái bổn phận là gì? Học pháp học và hành pháp hành. Học pháp học là học cái gì? Là diệu pháp. Diệu pháp là gì? Là tam tạng kinh điển. Ngoài tam tạng kinh điển không gọi là diệu pháp. Những chú giải, những cái luận chú, những cái chú của chú giải là những cái lời giải thích thêm,
làm hỗ trợ cho việc hiểu cái diệu pháp đấy mà thôi. Còn diệu pháp là lời của Đức Thế Tôn, có trách nhiệm bổn phận là học cái điều đó. Học một chưa đủ, học hai, học cho đến thuộc lòng thì thôi, mà chúng ta thường không thuộc lòng, chỉ có vài vị tâm tạng ở bên Miên Điện có 14 vị các vị học thuộc lòng thôi. Còn chúng ta muốn học cả đời cũng chả học được, nên chúng ta không có thời gian để làm việc khác đâu. Chưa học thuộc thì phải học thôi, còn nó chưa thuộc thì cứ phải học thôi, còn đã học rồi thì phải làm sao, phải thực hành nó nữa cơ. Mà hai cái việc này làm cho nó trọn vẹn đắc đạo cái thứ thì lấy đâu thời gian làm cái việc khác nữa. Cho nên làm sao, bớt ăn bớt ngủ đi, bớt trò chuyện bớt công việc đi thì mới có thời gian làm những việc này chứ, lấy đâu ra. Cái lời Đức Phật dạy nó không có sai, thì có làm được đến đâu thôi. Do cái hoàn cảnh, do cái năng lực của mình, rồi do cái hoàn cảnh nó như nào đó. Chứ còn lời Đức Phật thì rõ ràng là như vậy đó. Thế còn ở tại gia thì sao? Tại gia thì cư sĩ tại gia người tu ấy thì có mấy cái bổn phận, ngoài cái bổn phận trách nhiệm của mình đối với gia đình, đối với xã hội đương nhiên rồi, mình phải trọn vẹn rồi. Hả? Nhưng mà còn phải có bổn phận gì? Bổn phận hộ pháp và bổn phận kế thừa, kế tự pháp, tức là cũng tu hành, cũng là học pháp học, hành pháp hành. Còn cái hành pháp hành đấy có nghĩa là hành gì? Hành pháp hành là gì? Học pháp học là học diệu pháp rồi, thế hành pháp hành là hành cái gì? Hả? Rõ lên, to lên xem nào. Hành thiền thôi à? Hả? Hành giới, hành định, hành thiền, hành tuệ, giới, định, tuệ, hành là ba cái hành đó nhé. Làm thanh tịnh cái đó. Thanh tịnh gì? Giới. Thanh tịnh gì? Định. Thanh tịnh giới, thanh tịnh định là gốc rễ của trí tuệ. Trí tuệ phát triển được hay không là do có thanh tịnh giới hay không, thanh tịnh tâm hay không. Thanh tịnh tâm đây tức là định đấy nhé, có định đó. Còn thanh tịnh tuệ thì đầu tiên phải các cái tầng thiền minh sát này này. Đầu tiên là trí kiến tịnh, trí kiến thanh tịnh là thấy được danh sắc. Rồi sao? Đoạn nghi thanh tịnh tức là thấy được nhân quả. Rồi sao nữa? Trí kiến gì nữa? Đạo, phi đạo trí kiến thanh tịnh, rồi đạo trí kiến, rồi kiến thanh tịnh. Tất cả những cái đó, năm cái đấy gọi là cái gốc, cái thân cây của cây tuệ. Và cho cuối cùng cái quả tuệ là đạo, cái quả cái tâm quả đó nhé. Nó cho cái quả đó, quả giải thoát đó, quả chứng ngộ niết bàn đó nhé. Sau cái đạo là cái quả nó xuất hiện, thì cái quả đấy là cái để chúng ta biết là gốc rễ thân và cái quả của cái tuệ nó đấy. Mục tiêu rốt ráo tối thượng của Phật giáo là chứng ngộ niết bàn, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi khổ đau phiền não. Quay lại thì cái bổn phận của người tại dạy ra đó, bổn phận thứ nhất là trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội trọn vẹn. Nhưng mà tùy mức độ thôi, tại nó vô cùng lắm, cái tham con người vô cùng, làm sao biết mình làm sao mình thỏa mãn được cái lòng tham của tất cả mọi người được. Mức độ mà vừa phải thôi, quá nữa tự các vị đi mà lo nhé, cho ăn cho mặc cho con cho cái đi học đi hành thế là được rồi nhé. Còn muốn giàu sang, muốn đi đưa kẻ đưa người đón, có ô tô tiếp các thứ thì có thì càng tốt, không có thì tự lấy sau này tự lớn lên mà làm mà lo. Mình thì tôi chỉ có sức lên đây thôi, tôi còn có bận việc khác quan trọng hơn đối với tôi thì tôi sẽ làm việc đó nhé. Còn từng đây tôi chỉ dành thời gian từng đây tôi làm từng đây thôi. Rồi thì làm sao hộ pháp, trách nhiệm của người hộ, không có các vị tu sĩ tại gia này như các vị ấy, là chúng tôi cũng không tồn tại được đâu. Cá mà không có nước thì làm sao mà sống được, không có người cúng dường thực phẩm, y áo thuốc men nhà cửa, lấy đâu ra mà có người tu. Không có các vị là chúng tôi là chết cứng, không có. Cho nên là hai bên đều cũng có lợi, một bên là được hưởng giáo pháp, được nghe giảng, được hướng dẫn được, một bên là được gì, có đồ ăn thức uống, được cúng dường để mà lo cái việc tu học tu tập tu hành của mình. Cho nên là cái trách nhiệm bổn phận hộ pháp là của các vị tu tại gia. Còn cái không chỉ vậy mà vẫn có cái bổn phận là thừa tự pháp, tức là cũng học pháp học, hành pháp hành theo cái điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mình.
Thế nên là với tính đấy cái bổn phận thì lấy đâu ra bổn phận mà đi nghe cái chuyện chiến tranh chính trị, chiến tranh Mỹ Trung vân vân, toàn chuyện ở đâu, mình có làm gì được cho nó đâu. Nếu mà người ta hỏi ý kiến mình, có trưng cầu ý kiến thì mình cho ý kiến, còn không thôi. Hả? Sư hôm qua nói đấy, các vị mang đủ các thứ phiền não khổ đau chuyện của thiên hạ vào cái bữa cơm gia đình. Đây nói ví dụ bữa cơm là các vị ngồi với nhau đấy, còn bình thường không bữa cơm các vị cũng cãi nhau vì mấy cái thứ đó, để làm gì mới được chứ. Hả? Các vị có thấy vô ích chưa? Thấy vô ích thì đừng có làm, phí thời gian. Mình có làm được cái gì cho chiến tranh Trung Mỹ đâu? Hả? Hay mình làm được? Hả? Làm được thì làm, thì cứ thế mà làm, nhưng mà đừng có nói làm gì cho mất thời gian. Hả? Càng ít chuyện thiên hạ càng tốt bấy nhiêu. Mình có lắm việc phải làm lắm. Các vị sẽ biết là cái đời sống, cuộc sống của các vị nó rất là ngắn ngủi, rất là quý hiếm. Các vị phải tận dụng từng giây phút một. Mà các vị nếu mà không gặp Phật Pháp thì các vị làm đủ thứ lăng nhăng lít nhít. Mà nếu gặp Phật Pháp thì chỉ còn có những việc cốt lõi, cốt tủy là giới, định, tuệ. Cái gì liên quan đến giới, cái gì liên quan đến định, cái gì liên quan đến tuệ. Có liên quan không? Có làm vun bồi cái đó không? Có làm thăng tiến những thứ đó không? Các vị hãy làm. Thế thôi. Nhiều việc lắm. Chúng ta không có thời gian làm thế đâu. Chúng ta làm việc này thì không có thời gian làm việc khác, có vậy đó. Đừng có để lãng phí thời gian. Và các vị, sư nói là các vị có cuộc sống này và tái sinh trở làm người đó, không còn dễ đâu. Chuyến tàu cuối cùng đang xin chót đó, các vị chẳng may lên được rồi. Bám cho thật chặt vào, đừng có buông ra. Đúng không? Bây giờ tái sinh đi về cảnh giới nào đây? Đâu có chắc. Chưa đóng được chặt bốn cửa xuống bốn đọa xứ bằng cái đạo dự lưu. Các vị sẽ đi về đâu? Chưa biết. Khi tái sanh trở lại được làm người, khó khăn như là con rùa mù 100 năm ngoi lên, chọc trúng cái lỗ ở trên cái khúc gỗ đó để trở thành làm người. Bây giờ các vị chết đi là các vị như vậy đó. Lại lặn lặn ngục ngục, hết kiếp, hết trăm năm này sang trăm năm khác, hết kiếp này sang kiếp khác, chẳng may trúng bụng một cái vào cái lỗ đó. Khó gần như bằng không. Khó như bằng không đó mà các vị ngồi ở đây, tức là nó đã thực hành, thực hiện để biết được cái khó khăn hi hữu đến mức như thế nào. Mà các vị có mặt ở đây, thế mà các vị lại đi lãng phí thời gian vào những cái việc Trung Đông, Trung Mỹ gì đó. Hả? Không có thời gian đâu. Trên câu cửa miệng của sư mà nhắc các vị chỉ có mỗi câu đơn giản là về cùng các vị cùng sư nhắc lại câu đó. Các vị biết câu của sư là gì không? Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ có một giây. Vậy các vị đồng thanh nhắc lại cho sư một cái lần cái câu đó với sư một lần, để các vị nhớ lại và các vị ghi nhớ, để các vị cố gắng để làm sao trân quý từng cái giây phút của mình. Nào, bắt đầu. Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây nhé. Đó, thì tạm thời hôm nay cái giờ, hôm nay đến đây còn một số câu nữa thì có thể để thôi, thì mai 10 giờ 11 giờ thì sẽ giải nốt, thì tranh thủ sư sẽ giải quyết nốt những câu này. Thì mong rằng là cái buổi pháp thoại hôm nay, câu trả lời ngày hôm nay giúp cho các vị có thêm được một số cái hiểu biết cần thiết, giúp cho các vị có thể tinh tấn trên con đường thành tựu cái như ý muốn. Chúc cho các vị thành công.